Thêm một cái bản tin rất là bàng hoàng, tối ngày 16 tháng 6 tại Việt 16 tháng 7 tại Việt Nam, tờ báo Tuổi Trẻ Online đã bị đình bản 3 tháng và với một số tiền phạt, chúng tôi không nhớ là cái số tiền phạt bao nhiêu nhưng mà cũng khá nặng nề. Và tờ báo Tuổi Trẻ Online chỉ vì trích dẫn một cái lời, không phải trích dẫn mà một trong cái bản tin là nói ra là Chủ tịch Trần Đại Quang đã tiếp xúc với người dân trong thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ông có tuyên bố rằng là ông ủng hộ ông nói rằng ông sẽ ủng hộ cái luật an ninh mạng. Thì cái này chúng tôi không biết rằng lời tuyên bố đó của Chủ tịch Trần Đại Quang có hay không, nhưng mà trong tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa cái tin đó vào. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là cái bản án hơi nặng cho tờ báo Tuổi Trẻ, bởi vì trong quá khứ tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã từng có những cái vấn đề mà va chạm với lại ban truyền thông thông tin. Thì nếu mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà nhẹ nhàng hơn thì có lẽ là nên bắt tờ báo Tuổi Trẻ cải chính, bởi vì cái chủ tịch nước có tuyên bố hay không tuyên bố đối với chúng tôi không thành vấn đề, nhưng mà khi luật an ninh mạng mà đã đưa ra Quốc hội và Quốc hội đã chấp thuận thì Chủ tịch nước và Thủ tướng hoặc là Tổng Bí thư luôn cũng phải chấp hành, bởi vì Quốc hội là cơ quan cao nhất, cao cấp nhất đặt ra luật cho đất nước. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái bản án đối với Tuổi Trẻ, không phải là vì nhà báo, chúng tôi bên nhà báo, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bản án dành cho báo Tuổi Trẻ hơi nặng, và chúng tôi đề nghị nếu được cái bộ truyền thông thông tin nên sửa lại cái luật, bởi vì cái tin đó thật sự là bàng hoàng cho tất cả những người làm báo không phải trong nước mà ngay cả ở bên nước ngoài nữa. Chúng tôi cũng rất là bàng hoàng về cái bản tin này. Luật biểu tình và chứ không phải là luật an ninh mạng, tôi cũng không ai đọc kỹ lắm. Tuổi Trẻ Online bị đình bản vì dẫn lời Trần Đại Quang đồng ý luật biểu tình. Vâng, cảm ơn. Thì dù là cái luật biểu tình hay là luật an ninh mạng hay là bất cứ luật gì, mà nếu mà nhà nước Việt Nam, nếu mà Quốc hội Việt Nam ban hành thì mọi người phải chấp hành. Thế thôi, đối với tôi là mình ở trong một cái, mình là một cái chất lỏng ở trong một cái bầu thì nó là cái hình bầu. Mà nếu ở trong cái hình trụ thì nó là trụ, nó ở một chai thì nó là chai, mà ở chai cái bầu rượu nó là một cái bầu rượu, thì cái chuyện nó chuyện ra bình thường. Chúng tôi nghĩ rằng là cái lời tuyên bố nếu có đó thì chúng ta nên bắt báo Tuổi Trẻ phải sửa lại, đính chính và xin lỗi Chủ tịch Trần Đại Quang và Chính phủ Việt Nam. Thế là điều đó là đủ rồi. Còn cái hình phạt 3 tháng, quý vị biết rằng tình trạng nó là bây giờ hiện tại cái kinh tế khó khăn, những nhà báo chúng tôi nó thì đa số là ít có người có nghề tay trái ngoài cái nghề mà viết lách và nghề chụp hình. Bây giờ đó thì quý vị thấy rằng ở Việt Nam bây giờ đó tất cả những thợ chụp hình cũng đều bị ế hết, bởi vì chúng ta có cái này, cứ thế này tách 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 tách, mà Samsung thì chụp hình rất là đẹp, đẹp không thua gì mà máy Nikon hoặc là máy Canon. Đấy, thành ra và 3 tháng đó thì có thể là khi mà tờ báo tái đình bản thì một số những tay chuyên nghiệp của báo này đã nhảy qua làm báo khác hoặc là đi đâu cái gì đó, thì chúng tôi cũng không biết là cái khi mà tờ báo bị đình bản thì các ký giả có quyền được đi làm ở chỗ báo khác hay không nữa, không biết. Thì cũng có thể đây là một cái hình phạt là bộ thông tin truyền thông cố tình để mà răn đe các báo, các tờ báo khác khi mà làm một cái bản tin thì nên cẩn thận,
và dẫn chứng đầy đủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng hồi xưa là ông Đại Tác Phong mà của tờ báo như là báo Nông Nghiệp hay gì đó, cái cũng đã bị báo Giáo Dục Việt Nam đấy, cũng đã bị cấm hành nghề đó.